Ôi ơi, cộng 729.000 anh em. À, vào lúc là 13 giờ 19 phút, trời ơi, rút đúng 1 phút về luôn. Đúng là lừa tiền của cái tụi lừa đảo nó sướng thì anh em, tuy rằng nó không có bao nhiêu mấy trăm ngàn thôi nhưng mà công an không có làm gì được tụi nó hết anh em. Cho nên là mình lừa đảo tụi nó tuy là không nhiều nhưng mà cũng rất là sướng. Mà mỗi người trong chúng ta chỉ cần một người lừa nó vài trăm ngàn thôi. À, một chục người là lừa nó được mấy triệu anh em, 100 người là lừa được nó mấy chục triệu. Xin chào tất cả các bạn đã đến với video của mình. Thì càng ngày ở trên Facebook các bạn càng có nhiều những cái đối tượng lừa đảo các bạn. Thì bây giờ mình đã nhìn thấy một cái bài viết như thế này, là đầu tư gì nè, 100k là rút 294k, 180k nè, 784k là khuyến mãi 65k rồi các kiểu. Nói chung là các bạn thấy những cái bài như vậy thì các bạn sẽ biết chắc chắn là lừa đảo rồi ha. Nhưng mà hôm nay mình sẽ lừa đảo lại bọn lừa đảo. Ok. Thì để mà lừa đảo á, thì các bạn sẽ bấm vào cái tin nhắn nè. Đó thì mình có chat đôi dòng rồi. Mình chat lịch sự đàng hoàng nha các bạn. Đó, đầu tư sao đấy ạ nè. Dùng giọng chị Google nói cái kiểu ha. Chào nè anh chị nè, em là nhóm đầu tư trên nền tảng BK3 đến 2B. Vốn là 100k, trong vòng 15 đến 30 phút là lợi nhuận 300 đến 500k. Bảo hiểm vốn 100% khi tham gia, quan tâm là inbox em tư vấn nè. Hình thức là đầu tư trên nền tảng game kiếm tiền nè, công việc của mình chỉ cần xem lệnh. Nói chung là nó kêu mình vô nhóm này có chuyên gia đọc lệnh rồi mình đánh theo. Thì anh em ở trên cái Facebook bây giờ á, nó có rất là nhiều hình thức lừa đảo nha. Như là nhóm chốt số nè, gọi đào online nè, rồi đầu tư kiếm lãi gì tất cả các kiểu. Nó có thể là nó lấy những cái hình ảnh của những người nổi tiếng, nó lồng ghép rồi. Thế bây giờ công nghệ AI nó rất là tân tiến anh em. Nó có thể lấy những hình ảnh của những người nổi tiếng đó, nó chỉnh sửa lại, rồi nó bỏ cái đường link của nó vô, nó dụ anh em qua nhóm Telegram để mà nó tiến hành cái kế hoạch lừa đảo của nó. Hoặc là ở bên gọi đào online, những ông nào mà mê gái đó thì đa số là những hình ảnh đó nó lấy của những cái con siêu mẫu, của những cái con của những đứa con gái rất là đẹp ở trên mạng, rồi nó đăng lên, nó làm cho anh em kiểu anh em nhìn anh em rạo rực hơn, rồi liên hệ với nó. Xong rồi cuối cùng thì sao, nó vẫn là kêu mình qua nhóm Telegram. Tại sao cái bọn lừa đảo này nó thích kêu mình qua nhóm Telegram vậy anh em? Tại vì qua cái nhóm Telegram á thì sau này nó không có sợ cái sự chi vết anh em, lỡ có điều tra hay là nó không có bị lộ cái thông tin gì hết. Cho nên á, bây giờ anh em mà lên Facebook nó nói chuyện với anh em mà cái kiểu dạng đầu tư mà có lãi mà ngon ăn á, mà kêu mình vào nhóm Telegram á, thì anh em xác định là 100% là lừa đảo rồi nha. Ok, biết là lừa đảo rồi. Nhưng bây giờ mình sẽ xuôi theo nó, mình lừa đảo lại nó luôn nha anh em. Rồi, anh có tham gia không nha? Anh có. Sorry em, nãy giờ anh bận việc đấy. Những cái đối tượng lừa đảo này á, thông thường thì nó sẽ không có thèm lừa 100-200k của anh em đâu. Vài trăm k nó không có thèm lừa đâu, mà nó sẽ thả con tép bắt con tôm. Nói chung là nó cho mình thắng thiệt. Anh em nạp vào 100-200k, nó cho mình 500k thiệt. Rồi lần sau mình tiếp tục mình nạp vô 1 triệu hay gì, nó cho mình 2 triệu luôn thiệt anh em. Nhưng mà nó sẽ dụ mình cái lòng tham, trong con người ai cũng có lòng tham á. Và cái bọn lừa đảo nó rất là thông minh, nó hiểu được, nó chắc chắn là anh em sẽ nạp. Anh em dù anh em không có tiền, anh em sẽ vay mượn, anh em làm bất cách nào đó, anh em kiếm tiền, anh em nạp vào nhiều cho nó vài chục triệu, vài trăm triệu gì đó. Tới mức đó rồi, anh em nạp cái số tiền nhiều rồi nó mới làm trốn nha anh em. Anh em nạp số tiền nhiều rồi nó mới bắt đầu làm, nó lóc hết của anh em nha. Cho nên bây giờ thì sao, mỗi người mình chỉ cần lừa của nó vài trăm ngàn thôi. Ở cái khúc đầu á, cái khúc đầu mình nạp vô 100k, nó chuyển cho mình 500k rồi mình lặn luôn, mình xóa số. Mình xóa số, mình chặn hết anh em. Đó, mỗi người chỉ cần làm như vậy thôi là cái tụi này nó sạt nghiệp luôn. Bây giờ nó bắt đầu nó hướng dẫn mình đăng ký tài khoản để mình kiếm tiền nè anh em. Ok, bây giờ nó gửi cho mình một cái đường link nè, nó kêu mình bấm vào đây để đăng ký tài khoản, rồi cho em xin cái tên đăng nhập trong app. Ok luôn. Bấm vô. Rồi nhà cái trực tuyến uy tín rồi các kiểu ha. Rồi bây giờ mình điền tên đăng nhập nè, điền số điện thoại. Rồi nhập mật khẩu, chuẩn xác nhận mật khẩu nè. Rồi tách vô đây rồi bấm đăng ký. Rồi, mình đăng ký tài khoản xong mình đăng nhập vô. Thì con app nó như thế này nè. Rồi ok, mình quay trở lại cái mục nói chuyện nha. Anh bấm vào đường link này đăng ký tài khoản xong cho em xin tên đăng nhập đúng không?
Ok, tên đăng nhập của mình là Nguyễn Lân 123. Vâng, giờ em hướng dẫn anh lên vốn để anh tham gia cùng nhóm bên em kiếm lợi nhuận. Hiện tại bên em có các gói vốn an toàn cho thành viên mới nè. Gói 1, cái gì vậy? Gói 1 100k và bảo hiểm vốn không có khuyến mãi. Gói 2 là 180k tặng 65k được bảo hiểm vốn. Bây giờ mình sẽ làm bộ mình hỏi cái gói 365k thì sẽ lãi được bao nhiêu nha anh em. Vốn 365k cộng khuyến mãi 100k, lợi nhuận 700 đến 1 triệu 484k à. Ôi trời, kinh thế. Đó, mình giả bộ mình hỏi thật không vậy em. Đấy, mình giả bộ mình giả nai anh em, giả bộ giả nai mới được chứ không mình ấy quá nó biết. Anh em nhớ nha, mình để một đường link để anh em liên hệ với con nhỏ này, để anh em vào anh em lừa lại nha. Nói chung á là đừng có nói mình giới thiệu nha anh em, đừng nói mình giới thiệu, anh em nói là anh em tìm thấy nó trên Facebook. Và nhớ đặc biệt là đừng có tham nha, mình vào gói đầu vài trăm ca mình lãi vài trăm ca thì mình lóc nó luôn đi. Xóa số nha, chặn liên hệ. Cái bọn lừa đảo này nó đáng bị như vậy anh em hiểu không? Ok, nó cho mình số tài khoản nha. Nó cho mình số tài khoản, tên người nhận và số tiền nè. Nội dung chuyển khoản nè. Rồi, mình chuyển khoản xong mình chụp lại cái bill chuyển khoản thành công cho nó. Cơm băng nè. Số tiền là 365k nè. Nội dung chuyển khoản là cái tên tài khoản của mình. Lưng lưng 123 nè. Ok nè. Rồi. Xong, chuyển thành công. Chụp màn hình giao dịch thành công lại. Rồi, qua cái phần chat nè, gửi. Gửi hình cho nó. Rồi, vâng, bây giờ anh vào app rồi ấn vào phần nạp tiền nhé. Em hướng dẫn anh tạo lệnh lên điểm nè. Bây giờ mình sẽ quay lại cái app hồi nãy mình đăng ký nha các bạn. Rồi, ấn vào phần nạp tiền. Rồi, ấn vào phần nạp tiền đây nè. Rồi, nó kia hướng dẫn mình nè. Mình điền số tiền trong game nè. Tên người chuyển khoản, nội dung chuyển khoản nè. Rồi, tên người chuyển khoản là tên mình đăng ký luôn nè. Lưng lưng 123. Nội dung chuyển khoản là Lưng lưng 123 nha. Rồi cái số tiền nè, mình nạp là 365. Mình nạp điền vào 365 nè. 365k nha. Ok, xong rồi mình nhập mã cấp cha ở bên này vô. 993470. Rồi, mình bấm xác nhận. Lệnh nạp tiền thành công này yêu cầu các bạn sẽ được xử lý trong vòng 10 phút. Đồng ý. Tiền vào rồi anh em. Mình nạp 365k nó vào con app này nè. Đó, vào rồi em ơi nè. Thông báo cho nó biết là mình tiền mình đã nạp, nó cập nhật ở trong cái app rồi nha. Vâng, giờ em hướng dẫn anh cược một lệnh 5k để xác nhận tài khoản. Ok. Rồi, anh chị vào BK3 2 phút. Cược giúp em một lệnh. Mình cược tài 5k, bấm cược. Đây BK2B nè, BK 2 phút à. Đây đây đây. Vào cược tài đúng không? Cược tài nè. Số tiền 5k. Đó, bấm cược. Bây giờ em hướng dẫn anh tải Yamo. Kết bạn chuyên viên để hỗ trợ kiếm lãi vào bảo hiểm vốn cho mình nhé. Trời ơi, bây giờ nó qua tới Yamo rồi chứ nó không còn xài Telegram nữa các bạn. Anh bấm vào đường link thôi, trời ơi, ghê thiệt. Rồi bấm vào đường link nè. Rồi Yamo nó nhái Zalo nữa. Phải cả trưởng. Đúng rồi. Mình bấm vào cái này nè, Google Play. Mình bấm tiếp tục để mình tải nè. Mình tải về. Rồi tải về xong mình bấm mở file nè. Cài đặt nha. Không sao, mấy cái này mình cài xong rồi mình xóa anh em. Anh chị bấm vào đăng ký tài khoản dòng 1 lưng lưng 1 2 3 dòng 3, dòng 3 dòng đều tên giống nhau hết rồi đăng nhập nha anh. Ok. Rồi bấm vào đăng ký tài khoản nè.
Ok, bây giờ nó hướng dẫn mình tiếp anh em, để coi nó hướng dẫn cái gì nè. VN786 VIP. Rồi bấm thêm bạn nè. Rồi bấm kết bạn nè. Rồi cái người mình vừa kết bạn nhắn tin cho mình nha các bạn. Hello nè, chào anh chị, em xin tự giới thiệu, anh là Hồng Uyên và là chuyên viên hướng dẫn anh chị tham gia đầu tư. Anh chị cho em xin tên tài khoản. Ok, bây giờ nó đang hướng dẫn mình nhận khuyến mãi nè anh em. Đó, anh vào nhận khuyến mãi trước đi ạ nè. Đó, tức là mình vào trong đây một khuyến mãi. Kiểm tra một trong hai bên. Rồi, bây giờ mình quay trở lại cái app nha. Rồi mình bấm vào phần quà nè. Rồi, bấm vào cái sticker này. À, bấm vào nhận ngay nè. Bấm vào nhận ngay nè anh em. Đó, mình nạp 365k nó tặng 100k nè, bấm nhận ngay nè. Nhận thưởng thành công. Ô, tài khoản lên 460 rồi. ngon. Anh em phải hiểu là cái bọn này nó nguyên một tổ chức, nó nguyên một cái đường dây, nó là một cái tổ chức rõ ràng luôn anh em. Mỗi người trong chúng nó, mỗi người một nhiệm vụ luôn á. Thì cái con đầu tiên á là cái con kéo khách, cái con nhỏ thứ hai này là nó hướng dẫn mình vô nhóm. Tí nữa sẽ là có một cái người khác nữa đọc lệnh nữa, bảo hiểm vốn nữa anh em. Có hai nhóm này anh chị nhé, là nhóm 78 trò chuyện cao cấp để mọi người trò chuyện, và nhóm 78 kế hoạch cao cấp boss đọc lệnh 24/24. Anh chị vào phần khám phá trên Zalo để đăng nhập vào tài khoản app VN78 của mình vào để tiện tham gia. À, tức là nó kêu mình á vào cái mục khám phá này nè, xong mình chọn VN78 này nè, xong mình phải đăng nhập vô, bấm vào nút đăng nhập nè, đăng nhập lại tài khoản app một lần nữa. Bây giờ mình hướng dẫn cách chi vốn đánh theo công thức để mình tham gia sao cho an toàn để được bảo hiểm vốn. Khi boss ở nhóm kế hoạch gửi lệnh chẵn x1, mình nhấn vào ô chẵn, sau đó ấn số tiền là 5k và cuối cùng nhấn vào ô cược. Boss sẽ đọc một trong bốn lệnh, đọc lệnh gì thì bạn chọn lệnh đó, nhập số tiền muốn cược. Boss đọc lệnh là chẵn là x1, bắn vào ô chẵn số tiền cược là 5k, ấn vào cược, thế là hoàn tất thao tác cược, chờ 2 phút có kết quả. Mình trả lời mình rất là ngoan luôn, mà một con cừu rất là ngoan luôn các bạn. Rồi mình sẽ chia tiền theo công thức nè. Boss là đọc x1 là số tiền là 5k, x3 là 15, x9 là 45k, x27 thì mình ấn số tiền là 135. Rồi chúng thì quay là x1, không chúng thì cứ gấp thép nhân 3 lên. Khi nào boss hô x1 thì mình bắt đầu tham gia. Đi đúng công thức giúp em nha. Theo công thức không ai gặp rủi ro, bên em sẽ hỗ trợ hoàn vốn cho mình ạ. Ok. Rồi cái nhóm kế hoạch cao cấp, nhóm kế hoạch cao cấp là cái nhóm đọc lệnh nè. Sao chân nhắc vậy? What the fuck? Sao chân nhắc vậy? Ở đây lên rồi. Nè, đó. Nó kêu mình phải là cái lệnh x1 mình mới vào nha. Này là boss nó đang đọc x3 là mình không vào. Rồi, nó đọc lệnh x1 kìa. Kỳ 482773. 482773 lẻ x1. Ok, mình vào khám phá nè. 482773 nè. Cái gì? Lẻ x1. Đặt vào lẻ nè. X1 là 5.000. Rồi bấm cược. Cược thành công. Ok. Sắp kết thúc. À, hình như là bị thua rồi. Hình như là lần này bị thua. Rồi kế hoạch cao cấp lại nè. Rồi tiếp tục nó đọc cấp thép lên nè. À, kỳ 2774 chẳng x3. X3 là 15k. Rồi ok. Vào khám phá nè. Hay cái gì đầu óc dạo này sao á. Chẳng x3. Chẳng nè, x3 là 15k nè. Thêm 150k rồi, 15k.
chẳng thì ba là ngày đấy được. Ủa cái lệnh nó thắng không mà nó chuyển về F1 rồi ta. À trúng thưởng nè. Cái vừa rồi cái lệnh đặt 15k là trúng thưởng. Là trúng nè. Mà tiền nó vẫn chưa thấy cộng vô, mình phải à bấm lót lại. Bấm lót lại là số tiền nó mới cộng vô nha. Đó là cái lệnh F3 hồi nãy thắng. Rồi bây giờ nó quay trở lại xỉu X1. Nói chung cứ đánh theo đánh theo. Ok mình đang giả nai nha anh em. Mình đang giả con nai vàng ngơ ngác. Rồi không biết cái giống gì hết nha anh em. Anh em càng giả nai anh em càng ngu ngơ càng tốt nha. Đừng có khiến cho nó đừng bao giờ là khiến cho nó hiểu là mình già rồi nha. Cái mình rành, đừng bao giờ mình tỏ ra mình rành mình hiểu biết hết nha anh em. Đối với bọn lừa đảo này anh em phải thông minh hơn nó mới được. Nói chung là nó chỉ dụ mình lên VIP thôi. Ở đây chủ yếu là nó dụ mình lên VIP đó. Chứ nó không nói gì đến cái chuyện mà kiếm tiền này kia. Nó cứ dụ mình lên VIP anh em thấy không. Nói chung là mình rút ra lần đầu tiên chắc mình nghĩ luôn cho an toàn anh em. Toàn anh em. Mình nạp vô lần thứ hai mình sợ cái nó không cho rút mà nó cứ bắt mình nạp vô thêm á. Những anh em nào liều lĩnh hơn thì có thể nạp vô lần thứ hai thứ ba để kiếm thêm lãi. Nói chung là cái số tiền nó cảm thấy chưa đủ lớn á thì nó chưa cưỡng của anh em đâu. Số tiền từ mấy trăm ngàn mấy triệu á nó chưa cưỡng đâu. Nó sẽ làm cho anh em tham. Em hôm nay nè phải nạp vài chục triệu, vài trăm triệu. Nhưng mà mình vẫn an toàn lên hàng đầu anh em ạ. Anh em nhớ là nó ở đây nó có nói nè là nói chung là có lãi tầm 30-40%. Có lãi tầm 30-40% thì anh em nên rút. Thứ nhất là đủ cược nè. Ví dụ mình nạp vô 500k thì mình đánh đủ 500k là mình có thể rút tiền. Nói chung là X1 anh em. Nhưng mà đồng thời nó cũng nói một cái câu thông đó là tuy rằng có bảo hiểm vốn nhưng mà mình đánh lãi 30-40% thì mình rút đi. Còn mình lãi nhiều hơn mình không chịu rút, mà mặc dù mình có đánh theo lệnh đi nữa thì nó vẫn không bảo hiểm vốn. Anh em nhớ nha. Cho nên hôm nay mình nạp vô 365k, mình được khuyến mãi 100k là mình được 465k. Thì hôm nay mình đánh lên 600k mình rút. Nói chung mình bỏ vốn ra có 300 mấy mình rút 600k loại vậy ok rồi anh em. Nói chung là anh em cũng không có nên tham ha. Mình nạp có thể là mình nạp 500k thì cũng được. Anh em đánh lên khoảng 800k rồi anh em rút. Đó. Nó tặng là nó có khuyến mãi nữa, mình đánh lên 800-900k mình rút nha. Chứ mình đánh nhiều quá mà cái lệnh nó bị gãy á là nó không có bảo hiểm vốn cho mình nha anh em. Ok thì sau một hồi mình đánh theo lệnh nó kéo á thì tài khoản mình lên được 729k anh em. Thì bây giờ mình quay trở lại mình bấm vào cái mục rút tiền nha. Bấm vào cái mục rút tiền nè. Bạn chưa liên kết tài khoản ngân hàng bạn bấm vào ok. Bạn bấm vào dấu cộng thêm ngân hàng nha. Rồi cái chỗ ngân hàng mình chọn tên ngân hàng nè. Rồi chi nhánh này cái chi nhánh điền bừa cũng được nha. Rồi tên chủ tài khoản bạn phải điền chính xác tên in trên cái thẻ ATM của bạn, viết hoa toàn bộ và viết khoảng cách không có dấu nha. Rồi điền nhớ điền chính xác số tài khoản nha, nó mới về đúng ngân hàng của bạn nha. Rồi điền xong bấm xác nhận. Rồi bấm trở về nha. Rồi bây giờ mình sẽ rút hết số tiền là 729.000 này nè. 729 nè. Mình cũng không biết nó có trừ phí gì không nha anh em. Đó mình rút sạch sẽ số tiền mình đang có luôn nha. Rồi nhập mã cách tra 257373. Rồi gửi đơn rút tiền nha. Rồi lệnh rút thành công. Rồi số dư của mình là đã bị trừ hết rồi nha. Rồi bây giờ là 13 giờ 15 phút để xem bao lâu thì tiền nó sẽ về tài khoản của mình nha. Ôi ơi, cộng 729.000 anh em. Vào lúc là 13 giờ 19 phút, trời ơi, rút đúng 1 phút về luôn. Đúng là lừa tiền của cái tụi lừa đảo nó sướng thì anh em, tuy rằng nó không có bao nhiêu mấy trăm ngàn thôi nhưng mà mình cảm giác rất là sướng anh em. Tại biết sao không? Công an không có làm gì được tụi nó hết anh em. Cho nên là mình lừa đảo tụi nó tuy là không nhiều nhưng mà cũng rất là sướng. Mà mỗi người trong chúng ta chỉ cần một người lừa nó vài trăm ngàn thôi. Một chục người là lừa nó được mấy triệu anh em, 100 người là lừa được nó mấy chục triệu rồi, vậy cũng rất là sướng anh em.
Ok, thì video của mình đến đây là hết. Nếu anh em cảm thấy những cái thông tin mình đem lại cho anh em là nó hữu ích thì anh em hãy bấm vào cái nút like. Và những bạn lần đầu tiên xem kênh channel của mình thì hãy nhớ bấm vào nút đăng ký kênh và bật quả chuông chọn nhận tất cả thông báo để YouTube sẽ tự động thông báo những cái video mới nhất của mình cho tất cả các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.